Thưa quý vị và các bạn, luân chuyển điều động rất cần thiết để chui rèn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng. Theo các chuyên gia, luân chuyển điều động cán bộ là một chủ trương đúng và rất cần thiết để chui rèn cán bộ, qua đó để công tác xây dựng đào tạo cán bộ được tốt lên, nhất là đối với cán bộ trẻ. Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, luân chuyển điều động cán bộ là một chủ trương đúng và cần thiết để chui rèn cán bộ, qua đó để công tác xây dựng cán bộ được tốt lên. Chủ trương luân chuyển cán bộ là một chủ trương rất đúng rất cần, cán bộ có năng lực triển vọng cần qua chui rèn rèn luyện trong các môi trường khác nhau. Vấn đề quan trọng là phổ biến chủ trương này qua đây ngoài rèn luyện cán bộ, nhưng cũng là thử thách cán bộ. Nếu thực hiện được vào công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng của các cấp ủy, các ủy ban kiểm tra thật đầy đủ sẽ phát hiện ra rất nhiều điều và sẽ làm cho Đảng lành mạnh. Đối với các cán bộ năng lực kém làm việc dựa dẫm qua đây có thể sàng lọc và thay thế người khác cho nên cách rèn luyện cán bộ như vậy là đúng các cơ quan tổ chức nội vụ ban tổ chức các cấp phải luôn luôn theo sát đánh giá một cách khách quan trung thực xem xét cán bộ có ưu điểm thì cần biểu dương nhược điểm nói để biết và khuyết điểm để nhắc nhở sửa chữa hoàn thiện Ngày 24 tháng 11 tới, hội nghị văn hóa toàn quốc sẽ được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai đường lối chủ trương của Đảng về công tác văn hóa văn nghệ thời gian qua, kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Vì thế, hội nghị sẽ trở thành một động lực khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Việt Nam là đất nước có nền văn hóa văn hiến lâu đời có bề dày truyền thống hàng nghìn năm, nền văn hóa đó có hệ giá trị và bản sắc riêng và không bị đồng hóa bởi bất kỳ kẻ xâm lược nào. Hệ giá trị và bản sắc đó đã tạo nên sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia về chính trị, kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, con người, nguồn nhân lực khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng đối ngoại thì nguồn lực văn hóa đang được nhiều quốc gia coi là một sức mạnh mềm quan trọng để phát triển nhanh bền vững và nâng cao vị trí vai trò trên trường Quốc tế. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã yêu cầu khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị, tinh hoa và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy bắc để đảm bảo những giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa dân tộc cần quan tâm phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa môi trường văn hóa xây dựng đời sống văn hóa đương đại phong phú đa dạng văn minh lành mạnh tiến bộ để tiếp tục gia tăng thêm cơ tầng sức mạnh mềm văn hóa việt nam và lan tỏa sức mạnh mềm văn hóa việt nam ra thế giới để tăng cường sức đề kháng trong quá trình hội nhập và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại không có gì khác là tăng cường sức mạnh nội sinh phải có nội lực về văn hóa đủ mạnh đủ tự tin để hội nhập với thế giới đi ra bên ngoài để nhận ra đây là con người việt nam dân tộc việt nam thì phải có căn cước văn hóa của dân tộc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Nguyên Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, sức mạnh mềm thực chất là văn hóa, bản sắc, bản lĩnh văn hóa để chúng ta không chỉ xây dựng văn hóa con người Việt Nam mà còn đi ra thế giới. Để quảng bá văn hóa Việt Nam thì không chỉ là tuyên truyền mà cần phải qua các kênh khác nhau. Đơn cử như kênh công nghiệp văn hóa, ở đây chúng ta có những bài học từ một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản qua phim ảnh, thời trang, âm nhạc, quảng cáo du lịch đã quảng bá đất nước kinh tế văn hóa, bản sắc của đất nước mình ra bên ngoài rất tốt. Qua đó đã tạo ra những giá trị tinh thần và vật chất lớn lao. Đất nước ta cũng mới khởi xướng công nghiệp văn hóa 10 năm trở lại đây và mấy năm gần đây có sự phát triển mạnh hơn sức mạnh mềm của dân tộc gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể, nhưng giá trị văn hóa của Việt Nam đã được hôn đúc giữ gìn qua hàng nghìn năm. Nhưng giá trị văn hóa của dân tộc cũng được thể hiện trong phim ảnh, văn hóa nghệ thuật để quảng bá với thế giới. Sức mạnh này sẽ thuyết phục hấp dẫn thu hút bạn bè quốc tế đến với Việt Nam, kể cả trong hoạt động văn hóa, kinh tế, đối ngoại chính trị. Đây chính là sức mạnh mềm của chúng ta. Bộ Tài chính đang xây dựng dự luật mới về quản lý vốn mà nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp với nhiều thay đổi căn bản, gồm cả công cụ tài chính để mua cổ phần doanh nghiệp tư nhân nhằm hỗ trợ họ vượt qua khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp nhà nước sẽ phải vận động theo đúng quy luật tự sinh tự diệt chứ không còn được ưu đãi chăm bề như trước đây. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng mục tiêu sửa luật phải tạo được nền tảng pháp lý cho mục tiêu cải cách, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp. Trước tiên cần thay đổi khái niệm về vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho đúng bản chất đầu tư vốn. Khi nhà nước đã đầu tư vốn tài sản đó phải là của doanh nghiệp, nhà nước và là nhà đầu tư, từ đó giảm sự can thiệp sâu của cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là về nhân sự, tiền lương, dự án đầu tư theo ông cung luật cần sửa theo hướng không quy định cơ quan chủ quản sở hữu cơ quan nhà nước có quyền quyết định các vấn đề của doanh nghiệp nhà nước việc quyết định là quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp kể cả các dự án đầu tư lớn triển khai cơ chế trả lương thưởng theo thỏa thuận với các vị trí điều hành tách người quản lý doanh nghiệp khỏi chế độ viên chức công chức bên cạnh đó cần xác định rõ cơ quan thực thi quyền sở hữu nhà nước đối với vốn đầu tư tại doanh nghiệp Thời điểm này là giai đoạn quan trọng để các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu ngành gỗ thực hiện các đơn hàng cuối năm xuất khẩu đi những thị trường Mỹ hoặc liên minh châu Âu, nhưng nguồn nguyên liệu đang là vấn đề được quan tâm, xác định thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã và đang triển khai phương án phục hồi để tận dụng cơ hội từ thị trường theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thị trường có nhu cầu lớn đối với đồ gỗ Việt Nam đã kiểm soát và phục hồi sản xuất như Mỹ và các nước trong liên minh châu Âu. Ông Nguyễn Quốc Toàn, cục trưởng Cục chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn nhấn mạnh, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp đổi mới lại cách quản lý, quản trị thích ứng với dịch Covid-19, sống chung với dịch Covid-19 phải có những mô hình sản xuất thích ứng với dịch. Theo đó kiến nghị với Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố là các doanh nghiệp tham gia tự mua xét nghiệm vừa giảm chi phí cho ngân sách nhà nước nhưng vừa chủ động cho các doanh nghiệp bởi vì ở đây là doanh nghiệp có quy mô lớn theo chuỗi, qua đó giảm được sự lây nhiễm trong cộng đồng. Tiếp nữa là quản trị sản xuất ba tại chỗ làm sao mà tiết kiệm chi phí ở mức hợp lý nhất. Hiệp hội cũng sẽ cùng với bộ họp bàn với các hiệp hội các doanh nghiệp logistics giải quyết về giá tàu biển vận chuyển. Đây là vấn đề cốt lõi trong đảm bảo lưu thông để tránh bị gián đoạn trong bối cảnh này. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình và đến năm 2045 là thu nhập trung bình cao, phấn đấu trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để thực hiện được mục tiêu khát vọng này, chìa khóa chính là quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính phủ có chủ trương chính sách hình thành lực lượng lao động và có chất lượng cao nhằm tiếp cận bắt kịp trình độ các nước ASEAN 4 và nhóm các nền kinh tế lớn. Chính phủ cũng có kế hoạch hình thành 80 trường đào tạo lao động chất lượng cao trong thời gian tới, thiết lập một số trung tâm vùng quốc gia có chức năng dẫn dắt đào tạo nghề trong tương lai, tập trung đào tạo ngành nghề lĩnh vực trọng điểm còn thiếu và đòi hỏi chất lượng cao. Ba trung tâm vùng ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam sẽ được thành lập theo tinh thần đó. Đồng thời chính phủ sẽ đẩy mạnh hợp tác công tư trong giáo dục nghề nghiệp. Đây sẽ là hướng đi phù hợp để thị trường lao động, hệ thống giáo dục nghề nghiệp có sự phát triển đột phá. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, sau hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn, thoát khỏi tình trạng kém phát triển và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trong tiến trình này, Việt Nam luôn xác định con người là trung tâm chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Với những giải pháp đồng bộ đang được chính phủ, các ngành địa phương triển khai, tin tưởng rằng lao động qua đào tạo nghệ ở nước ta đang từng bước đứng lên cả về số lượng và chất lượng, đưa đất nước phát triển nhanh bền vững trong tương lai hàng loạt trường đại học đã đang và sẽ có kế hoạch phát triển thành đại học với những thay đổi căn bản nhằm mục tiêu đổi mới phát triển trong đó rõ nhất là tăng quyền tự chủ của chính các trường để phát triển từ trường đại học thành đại học rõ ràng cần chuẩn bị những điều kiện chín mùi từ một khoảng thời gian trước chứ không phải chỉ là đổi tên đổi chiếc áo mặc còn chất lượng theo các chuyên gia giáo dục, để các trường đại học trở thành đại học cần có tiêu chí điều kiện rõ ràng minh bạch, bên cạnh các điều kiện theo luật quy định gồm trường đại học đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp, có ít nhất 3 trường thuộc trường đại học được thành lập theo quy định, có ít nhất 10 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ, quy mô đào tạo chính quy trên 15.000 người, có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp đối với trường đại học công lập có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với các trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Bộ Giáo dục Đào tạo cần có thêm các hướng dẫn cụ thể để các trường và chính người học soi chiếu vào đó để hoàn thành mục tiêu phát triển với đích đến cuối cùng là nâng cao chất lượng đào tạo. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng việc tổ chức lại và phát triển thành đại học cần phải được mô phỏng cẩn trọng, tránh duy ý chí và theo mốt. Cần phải xây dựng và sử dụng bộ tiêu chí và công cụ phân tích đủ mạnh để xác định xem quá trình chuyển đổi và mô hình chuyển đổi có khả năng thành công hay không. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khá phức tạp khi số ca mắc mới ghi nhận tăng liên tục trong khoảng thời gian gần một tháng nay. Đây là một thách thức rất lớn khi cả nước bước sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đòi hỏi các bộ ngành liên quan và chính quyền các cấp cần triển khai biện pháp thích ứng phù hợp. Cũng như nhiều quốc gia, ngay từ sớm, chính phủ Việt Nam đã triển khai chiến lược vaccine với mục tiêu sớm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng trên quy mô cả nước. Nếu như nửa đầu năm nay do nguồn cung không nhiều nên tỷ lệ tiêm chủng nước ta còn thấp, thì những tháng gần đây nhờ tiếp cận nhiều nguồn như là đẩy mạnh ngoại giao vaccine, nên lượng vaccine được nhập về nhiều và tỷ lệ người dân được tiêm cũng tăng cao. Chính vì vậy, các địa phương cần xác định tổ chức tiêm vaccine cho người dân là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, tập trung đẩy nhanh tiến độ tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho những đối tượng tiêm chủng. Bộ Y tế nêu rõ so số lượng vaccine đã phân bổ và số lượng được tiêm thì đến nay vẫn còn khoảng 15 triệu liều chưa được sử dụng. Trong khi đó, từ nay đến hết tháng 12 năm 2021, lượng vaccine sẽ về nhiều nên việc tiêm vaccine cần tăng nhanh tốc độ để đúng tiến độ mục tiêu đề ra. Vaccine về tới đâu được Bộ Y tế phân bổ ngay với các địa phương tới đó. Do vậy, các tỉnh, thành phố cần thực hiện vaccine về đến đâu phải tiêm ngay đến đó. Địa phương nào nói thiếu vaccine cần có thông tin đầy đủ.